Này, chị Kính là kiểm tra bài cũ top top của anh em xíu nào. Anh em nào đủ 7749 cái trên top top rồi thì bước ra đây cùng chị Kính để giải đố nha. Nhớ là phải like video thì mới có quà đó. Vào việc luôn, khỏi phải chờ luôn nè. Câu 1, đây là bài gì nhỉ? Ba em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi kiêu sa, còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt thà, chất phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm. Cô gái bông đào hot hit một thời là đây chứ đâu. Con gái thời nay ai cũng gọi là ngọc ngà nết na hết tác hay nhấm nhỉ. Ai mà nết na như chị Kính ở đây thì like video đi nào. Ba em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi kiêu sa, còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt tha, chất phát không điều hòa. Nếu ai thương. Câu 2, bản nhạc ngọt như thìa đường này có tên là gì nhỉ? Và em muốn bước tiếp cùng anh đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và em muốn là người con gái dù đến sau những là cuối cùng. Và anh có biết không, em đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày anh ngỡ lời yêu thì em sẽ theo anh về nhà. Và em muốn một bên giờ đây. Anh đồng ý nha. Fan có đồng ý bước tiếp cùng chị Kính đến nơi hạnh phúc muôn trùng không nhở? Hát cho crush nghe bài này thì muốn yêu luôn đi chứ. Và anh có biết không, em đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày anh ngỡ lời yêu này chiêu quá nè, ai biết tên không? Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhè. Ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe. Năm nói hay hơn lời của mẹ. Leo leo, lớn rồi còn khóc nhè. Nhưng công nhận, nghe xong hồi ức tuổi thơ ùa về cay cay khóe mắt luôn á. Kể cho chị nghe tuổi thơ của bạn không quên được hình ảnh nào nhất nhá. Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhè. Ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe. Năm nói hay hơn lời của mẹ. Câu 4, bài này nghe xong yêu đời liền nè. Hãy subscribe.
học trò chắc chắn phải biết bài này nha. Giờ làm sao để quên hai năm đó in sâu vào trong tim, ngày nào dòng trời đã bỏ quên những âu sầu, mùa hạ xây màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu. Của bạn là gì? Nghe xong chị Kính chỉ muốn order thêm một phần tuổi học trò nữa để quẩy tới bến thôi á. Giờ làm sao để quên hai năm đó in sâu vào trong tim, ngày nào dòng trời đã bỏ quên những âu sầu, mùa hạ xây màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu. Chưa biết bài này đâu.
Và đăng ký kênh cho tôi thì tôi mới cháy số tiếp theo được chứ. Mãi yêu à.